Trang xin chào toàn thể khán giả của đài SET 57.11. Ngày hôm nay Kim Trang Đề Úc ngồi đây cùng với một người bạn để chúng ta tham khảo về tình hình Đề Úc hiện tại bây giờ như thế nào. Cuộc sống của chúng ta sẽ rất là vui khi chúng ta có được nhiều nhà, đầu tư nhà hoặc là mắt cho bạn bè của chúng mình những căn nhà mà chúng ta muốn. Thì sự thảo luận sẽ được tiếp tục. Trước khi đó, Kim Trang xin mời Hải chào đến khán giả. Vâng, thưa quý vị, Hải Đăng xin kính chào quý khán giả đang theo dõi đài SET trên talk show Kim Trang Địa Ốc. Vâng, xin chào chị Kim Trang. Vâng, chào mọi người. Nói về Địa Ốc là Kim Trang đã thích từ lâu lắm rồi, cách đây từ cả 30 năm, chứ không phải là mới đây đâu. Là bởi vì Kim Trang muốn rằng là mình có sự chững chạc nè, mình phải trải rất là nhiều việc, thì Hải có biết Trang làm nhiều việc đúng không? Trước đó thì Kim Trang cũng làm chủ doanh nhân của các tiệm nail, là cách đây 18 năm về trước. Và sau đó Kim Trang làm bảo hiểm là cũng cách đây 12 năm về trước. Và sau đó Kim Trang bước vào vấn đề Địa Ốc. Tại Kim Trang muốn cái sự từng trải, muốn cái sự mà tiếp khách, và nhất là làm cái Địa Ốc này mình cũng phải có cái sự chững chạc ở trong đó. Mình tiếp xúc rất là nhiều bạn bè, bởi vì cái công việc của mình ấy Hải, nó không cần phải vội vội vàng. Cái công việc của mình khi mình từng trải rồi, và chính bản thân mình đầu tư rồi, mình biết vùng, mình biết nơi rồi, thì mình bước chân vô. Bởi vì mình còn làm nhiều lúc cho tới khi rất là lâu ha, có khi có người làm cho tới 70, 80, tại cái đó nó là nguồn vui của mình. Và đó là cái vấn đề Kim Trang Địa Ốc ngày hôm nay sẽ cho quý vị biết làm thế nào mà quý vị có được cái căn nhà đầu tiên, và làm thế nào quý vị có thêm được nhiều nhà, làm quý vị làm sao mà quý vị để dành được mua cho đầu tư, và nhất là không có cái gì mà ngại ngùng bằng vấn đề gì, đầu tư địa ốc. Đầu tư địa ốc, em phải công nhận điều đó không? Đúng, đúng, thưa quý vị. Thực sự là cái thị trường địa ốc á, mặc dù trong vài năm nó có tụt dốc, nhưng mà riêng ở California thì em thấy, không biết chị Kim Trang, địa ốc có thấy không bao giờ xuống nhiều, mà giá rất là coi như là vẫn là giữ rất tốt so với nhiều tiểu bang khác. Chính xác. Đúng không? Người ta nói rằng là mua xế thì lỗ mà mua thổ thì lời, cái câu đó hoàn toàn nó không sai tí nào cả. Bởi vì nếu mà chúng ta thật sự mà đầu tư vào một căn nhà bất cứ trong giai đoạn nào, mà chúng ta chịu khó vượt qua cái giai đoạn gọi là suy thoái, chắc chắn nó phải có lên và xuống. Thì chúng ta có tiền là chúng ta mua nhà liền lập tức, chúng ta không thể nào đợi khi nào nhà nó xuống rồi mình mua, hoặc là đợi lên mình mua, mình cứ lưng chừng mình có góp được đủ tiền là mình phải mua liền. Là bởi vì khi chúng ta để một số tiền đó nó lâu quá, xong đùng cái nhà xuống hết tiền. Em phải mà chưa kể chưa tiền bị mất giá nữa, đúng không chị? Hoặc là có thể nhà lên cao quá chúng ta lại chờ nó xuống, thì lúc đó mình cũng không mua được. Thành ra chúng ta hãy có tiền, chúng ta mua bất cứ lúc nào có thể. Và nhất là khi mà cái tiền trống người ta sợ, em người ta sợ, giống như ủa sao hồi xưa 3 chấm không mua, bây giờ 7 chấm vẫn chưa mua. Nhưng mà cho dù bây giờ theo em nghĩ đó là mua ngay lúc này tiền lời nó cao, nhưng mà sau này mình vẫn có thể refinance lại, đúng chính không ạ? Chính xác. Có rất là nhiều cái căn nhà khi mình mua mình cũng chuẩn bị cái tâm lý chịu đựng 1-2 năm. Quan trọng mình phải lấy cái căn nhà đó, lấy được cái căn nhà mình muốn, em. Bởi vì khi mà mọi người lấy cái căn nhà mình muốn xong 2-3 năm, thế nào giá nó xuống mình refinance lại là lúc đó cái căn nhà mình giữ được. Mà bây giờ cái lạm phát nó rất là cao, về vấn đề tiền bạc, về vấn đề đi ra chợ nó rất là đắt. Thành ra quý vị để 100 ngàn chỉ cần 2 năm trước thôi, bây giờ nó xuống là chỉ còn có 70-80 ngàn đâu thôi. Và một cái vấn đề nữa theo em thấy, chị Trang và quý khán giả có thấy đúng không, là bao nhiêu tiền cũng được, mà miễn mình kiếm được cái căn nhà mà mình thật sự là thích. Khi mà mình đi coi được cái căn nhà thích rồi, bao nhiêu tiền mình cũng muốn mua hết, đúng không? Cái đó là cái tâm lý vào đã gì. Khi mà mình đã chấm được căn nhà, bất kể thời điểm nào, giá cả như thế nào, mình cũng rất là, mình sẽ cố gắng mua cho được. Và nhất là cái vấn đề là khi mà quý vị nhất là có cái căn nhà mà đầu tiên trong cái túi tiền của mình, mình thích một cái căn nhà nào mà nó vượt khả năng mình một tí, mình lượng được thì mình mua. Nhưng mà mình thích còn hơn là mình mua đại, đúng không? Bởi vì em nói rất là đúng, một căn nhà mình rất là thích, nhưng mà cũng lượng trong cái túi tiền mình, cũng nghĩ rằng là mình phải cần kiệm khi cái mua cái căn nhà đầu tiên. Trang thấy là người ta khi mua cái căn nhà đầu tiên xong rồi bỏ hết tiền xây hồ,
làm nhà, mua đồ, đến lúc nó suy thoái, bán nhà. Đó là cái cách là quý vị phải rất là có một số tiền trong vòng một năm đầu, sống tiết kiệm một tí để mà lỡ có cái gì xảy ra, quý vị vẫn có số tiền hàng tháng để mà đóng được cho tới 3 năm ổn định rồi mình mới tính. Kim Trang nghĩ vậy. 3 năm. Tại vì theo Kim Trang nghĩ là khi mà mua cái nhà đầu tiên của mình, rất là nhiều người excited, sắm đồ rồi mở làm hồ rồi để làm enjoy. Party để enjoy. Nhưng mà enjoy xong đến lúc đùng cái nhà nó xuống hoảng. Nó hoảng là tại vì sao, mình cái chết rồi, nhà mình nó xuống rồi, nó không còn tiền. Nhưng mà quý vị hoảng không phải là nhà nó xuống đâu nha. Quý vị hoảng là tại vì quý vị không có còn tiền để dành nữa. Đúng không? Đúng. Là bởi vì nếu mà mình lượng sức mua một cái căn nhà 4.000 thì mình phải nghĩ là 4.000 mình phải chịu khó trong vòng 3 năm đó. Tức là 3 năm đầu mình phải có đủ tiền payment. Đủ tiền payment thì mình nhắm cái căn nhà đó. Lần lúc nó xuống mình sẽ không hoảng. Là mình tiếp tục mình đóng tiền, rồi lúc đó mình muốn xây hay làm gì thêm thì mình làm. Bởi vì trong cái 3 năm đầu đó mình không biết cái gì xảy ra. Nếu mà nhà nó xuống thì mình không có hoảng. Nhà nó lên thì vẫn một có cái số tiền để mình backup rồi. Bởi vì đó là cái mà tại sao mà Kim Trang muốn nhà nó đẻ ra nhà là vậy. Và khi mà em biết làm sao không, khi mà một cái căn nhà đầu tiên mà mình mua rồi đó, mặc dù mình rất thích furniture nhiều, nếu mình có tiền đó mình phải nhất định là mình phải để dành, đừng có cho hết vào trong nhà cửa. Đến lúc mình kẹt tiền ha, người ta đi, có nhiều người mua nhà tội nghiệp lắm em, ưng cái nhà mà lúc chỉ còn có 2.000 thôi, không mua được cái căn nhà đó, đi kiếm khắp nơi không được. Chính mình là người cho người ta mượn 2.000 để lấy được cái căn nhà đó. Wow, vậy là chị rất là good realtor. Đúng, đúng, là bởi vì sao? Mình giúp cho người khách hàng mình có được cái căn nhà ưng ý. Tại vì cái cực lắm, họ rất là muốn một căn nhà đó, họ có cả 200-300.000 luôn á, đến lúc mà chỉ cần có thiếu 2.000 thôi mà đi kiếm không ra. Có buồn cười không? Mà em phải công nhận có chuyện đó xảy ra không? Có cái chuyện trong đó xảy đời ra. Em có trải qua không? Có chứ, tại vì tại vì nói chung ai cũng có trải, ít hay nhiều. Không phải là họ không có tiền, nhưng mà họ vét hết tiền rồi. Đúng rồi, để mà bỏ xuống đao phải không? Bỏ xuống đao, đến lúc mà bảo thôi ráng tí, mình cũng ráng hết rồi. Lỡ mai mà em có mượn này kia, ráng thêm có 2.000 nữa, không có. Tôi cho anh mượn, anh mua rồi sau đó anh trả. Cảm ơn rối rít. Là bởi vì sao? Bởi vì ở cái tiền bạc đó, chúng ta phải suy nghĩ rằng là nó không phải là khi mình có tiền là mình thiếu tiền đâu, đúng không? Thành ra chúng ta phải rất là chuẩn bị tâm lý cho mình căn nhà đầu tiên, và phải chuẩn bị trong 3 năm đầu tiên là mình có đủ sức mình trả cái đó. Chứ đừng có khoái quá rồi xài đến lúc mình kẹt tiền, mình không có giữ được cái căn nhà của mà mình. Mà hiện nay theo chị Trang, em hỏi là hiện nay cái giá thị trường là giá tiền lời của tất cả nhà băng này bao nhiêu? Tiền lời bây giờ nó 15 năm, 30 năm như thế nào? Tiền lời Trang thì Trang nghĩ rằng là cái vấn đề cái chấm hồi xưa mà chỉ có mình nói đại khái thôi, 3 chấm mấy, người ta cũng đổ xô đi mua, người ta đúc tiền để được lấy căn nhà. Người ta làm cũng rất là để cạnh tranh một căn nhà, thế là chính phủ phải cho cái tiền lời họ lên để mà giữ lại cái giảm nhiệt đó. Thì bây giờ even tiền lời có khi nó 6 chấm mấy, 7 chấm tùy theo cái credit của mình. Nhưng mà có người còn bỏ hot loan á, vay hot loan để mà mua được cái căn nhà mà mình muốn, rồi sau đó người ta refinance lại. Cái đó cũng không có gì khó đâu, nó chỉ có một chút. Nhưng mà nếu quý vị mà mua cái căn nhà mình muốn, nó có một chút xíu loan, nhưng mà mình vẫn chuẩn bị trong vòng từ 1 cho đến 3 năm thì mình vẫn có được một căn nhà như mình muốn. Vậy quý vị nên kiếm tới Kim Trang Địa Ốc để có được những cái căn nhà vừa ý. Và trong kỳ này thì chị có những căn nhà nào để mà giới thiệu cho quý khán giả? Trang có hai căn nhà, là một căn ở Santana và một cái ở Riverside. Nếu mà quý vị có số tiền nó vừa đủ, giống như căn nhà đầu tiên thì khoảng cỡ 700 ngàn đổ lại, thì quý vị mua ở Riverside, Pomona hay là Corolla, North Corona, thì quý vị dư sức mua được cái căn nhà cho quý vị ở. Nếu mà quý vị thích người Việt thì nó chỉ có 40-45 phút lái xe thôi. Còn ở Santana mà quý vị mà muốn mua một căn nhà nó đập ra, nó xây mới tinh hết rồi ấy, nó là 1.3 triệu hiện tại. Nhưng mà nếu quý vị thích đổi một căn nhà này lên một căn nhà mới, hoặc là quý vị muốn mua invest, quý vị cứ đến coi thử, nó không có gì mà mất mát cho quý vị cả. Hai căn nhà chút xíu nữa Kim Trang sẽ nói lên cho quý vị nó ở địa chỉ nào, và chúng ta tại sao mà cứ tiếp tục đi coi nhà open house mặc dù chúng ta không cần mua,
không muốn mua, không cần thiết, nhưng mà thỉnh thoảng chúng ta cũng nên đi coi để chúng ta có cái idea, có cái thị trường, biết về thị trường đó em. Dạ. Vậy thì tí nữa chị Trang sẽ giới thiệu cho quý khán giả những căn nhà chị Trang đang list đó trong tuần này phải không? Đúng. Tí nữa Kim Trang sẽ giới thiệu cho mọi người và quý Trang sẽ trở lại với mọi người sau các nhà bảo trợ. Dạ vâng, thì đang có hai căn nhà ở trên thị trường. Sometimes khi mà bán nhà, Kim Trang cũng có cái sự teamwork của người này với người kia để mang khách đến cho quý vị, mang khách đến cho mọi người. Quý vị, cái căn nhà đầu tiên đó là căn nhà ở Orange County, thì hãy đọc cho mọi người biết địa chỉ cho mọi người biết nhé. Và thưa quý vị, căn nhà đầu tiên chị Kim Trang Địa Ốc muốn giới thiệu cho quý vị là một căn nhà ở thành phố Santa Ana, ở địa chỉ là 1421 North King Street, thành phố Santa Ana, tiểu bang California 92706. Và căn nhà này hiện tại đang được list là 1.399.000. Một căn nhà tuyệt đẹp phải không chị Kim Trang? Đúng vậy. Quá đẹp, nhìn vô hình thôi là đã thấy thích rồi thưa quý vị. Căn nhà này như theo em thấy thì như là 5 phòng ngủ, 4 phòng tắm. Wow. Quá rộng, và cái diện tích living là 2825 square feet. Và cái lot là bao nhiêu vậy chị Kim Trang? Hình như là 9.150, tức là gần 10.000 square feet. Wow, đúng quá rồi. Rộng. Và bây giờ cái thị trường ở đây nó cho họ xây thêm một cái căn nhà nhỏ ở đằng sau, là quý vị có thể xây lên để cho quý vị cho mướn ha. Có thể được thêm 2.000 mấy đúc túi để mà xài nếu mà quý vị cảm thấy, hoặc là chúng ta xây lên cho bố mẹ hay là cho anh chị em mà muốn ở chung với mọi người. Và nhất là căn nhà này nó được xây lại hoàn toàn là nó làm cho rộng ra, rồi cái kính cửa nó rất là đẹp ha. Rồi từ sàn gỗ cho tới sàn gạch cho tới phòng ngủ nó rất là tuyệt vời, cả cái phòng tắm nữa. Nhìn vô là cửa từ ngoài vô là thấy một cái đại sảnh rất là lớn. Trong một cái khu đó nó không, nó được phép xây, có những căn nhà bên cạnh nó không xây to như nhà mình, nhưng mà mình ở đó thì mình cảm thấy giống như là mình sướng. Dạ. Yeah. Như một cái lâu đài castle. Chính xác, nó còn có lối đi vô xe đậu cả được 5-70 chiếc xe cũng được, mình không có phải lo về vấn đề mà đậu xe ở ngoài, mà chúng ta cũng rất là gần gần Orange County, chạy chừng có 10 phút thôi là chạy xuống Bosa chơi liền. Và mọi người biết không, cái căn nhà ở Santana này nó rất là tốt cho người Việt, mình thích gần với người Việt. Và nhất là quý vị đang có ở căn nhà mà muốn ở nó nhỏ quá, mà đất lớn mà quý vị chưa có muốn đập ra xây lại, quý vị cũng nên đến coi thử. Là bởi vì sao? Là bởi vì cái căn nhà này nó làm cho quý vị cảm giác giống như mình được ở một cái căn nhà mới, mà cũng bằng cái căn nhà mình ở, đúng không? Nhà mình nó nhỏ xíu cũng chịu xíu. Mấy và bây giờ cái nhà mà quý vị ở Garden Grove hay là ở Fullerton nó nhỏ xíu rồi, nhỏ xíu. Đồng, nó cũng là chịu mốt chịu, trong khi đó mình lên có 10 phút thôi mà mình được một căn nhà nó to như vậy á, mà nó đẹp cái, như vậy. Cái địa chỉ này gần ngay Main Place phải không? Đúng rồi chị? Dạ, thành phố nó cũng gần ngay cái shopping mall lớn Main Place quý vị. Và cái căn nhà này là 2-story phải không chị Kim Trang? Cái căn nhà này nó là 2-story, thấy tầng. Cái cầu thang quá đẹp. Họ làm chính cái design cái cầu thang cong lên rất là đẹp. Và trong cái phòng ngủ của nó thì trong cái phòng ngủ với cái phòng tắm em coi ở đằng sau đi, nó làm mới tinh hết cả trên cái bàn ăn. Thì cái đó là mình nói về cái địa ốc hiện tại. Bây giờ nếu mà thật sự mình đã có căn nhà mình ở 20 năm, mình chỉ có một căn thôi, even mình trả đất, mình cứ đi coi không mất mát gì cả. Dạ đúng. Tại vì mình phải bước chân đi coi nhà. Đúng. Thì căn nhà này quá đẹp thưa quý vị. Theo Hải Đăng thấy căn nhà này thật sự nếu mà quý vị mua để ở mà mua đầu tư cũng được. Tại vì nó được tọa lạc ở thành phố Santa Ana nhưng mà rất là gần cái khu shopping mall Main Place. Và cái căn nhà này được hoàn toàn remodel từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới. Coi như họ làm là double door. Rồi cộng thêm là cái nguyên một cái sân phía trước rất là rộng.
Còn có thì thành ra là True Story rồi cộng tất cả đều là mới hết, từ cái air conditioning system cũng mới thôi quý vị. Bước vô là chỉ có ở thôi. Yeah. Thì Kim Trang thấy rằng là đó là một căn rất là lý tưởng, hãy gọi ngay cho Kim Trang với số phone là 909-910-5725. Quý vị muốn như thế nào, loan giá phải chăng, hay là muốn như ý của quý vị, thì Kim Trang sẽ cho quý vị được những điều mà quý vị muốn. Mọi người thân mến, trong đời sống của mình có đôi lúc chúng ta đi làm và chúng ta có sự yên phận. Yeah. Nhưng mà cái sự yên phận đó, cái thời gian nó đi rất là nhanh, chúng ta không thể nào trở lại để cho mình có thêm một cái số tiền đầu tư cho riêng mình. Nếu mà quý vị có căn nhà đầu tiên, tại bây giờ mấy em bây giờ ra trường cũng nhiều tiền lắm em. Dạ. Họ có rất nhiều tiền. Dạ. Thì đây cũng là cái căn nhà mà cho các em tới ha, hoặc là mắt cho những người ở phương xa vùng khác tới gần. Và ngoài ra Trang có một căn nhà ở Riverside nữa. Wow, chị ơi. Và thưa quý vị, căn nhà ở Riverside, căn này cũng khá mới, và cái địa chỉ của nó là 3899 Middleton Place, Riverside, California 92505. Và nói ở thành phố Riverside thôi chứ thật sự nó cách Lido Sài Gòn chỉ khoảng 40 phút thôi quý vị. Chính xác. Quý vị chỉ cần trả 700 ha. Giá 700 đó là 700 ngàn. Là được cái căn nhà. Là được căn nhà này. So với compare với lại cái thị trường ở Lido Sài Gòn thì cái nhà này rất là rẻ. Bao nhiêu phòng ngủ em nói cho bạn? Căn nhà này có, thưa quý vị, là có 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm rưỡi, và tổng diện tích living là 1902, tức là gần 2000 square feet. Và cái lot, và thưa cái lot cũng là 7500 square feet, tức là cái lot này, và thưa quý vị, là quý vị cũng có thể build được một căn ADU, tức là additional unit ở phía sau căn nhà này. Cái một cái căn nhà mà dễ thương như vậy, mà khi mà quý vị ở đó thì quý vị sẽ cảm thấy đầu tư lần đầu tiên mình mới tới thì mình sẽ có được căn nhà vừa túi tiền của quý vị ha. Rồi sau đó quý vị mới tiếp tục có được một cái căn nhà to hơn. Bởi vì nếu mà chúng ta thích mua nhà mà chúng ta bảo cứ để dành tiền cho khi nào tới 1 triệu, đợi lúc đó cái nhà 1.4 triệu nó lên tới 2 triệu. 2 triệu. Nó lên 2 triệu. Thành ra khi mà Trang nhớ là cái căn nhà đầu tiên ấy mà Trang mua nó chỉ có 173.000 thôi. Yeah. Mà lúc đó mình chỉ có 30-40 ngàn, mình mới lập gia đình, đặt lên 20%. Yeah. 2 năm sau nó lên 375 ngàn liền lập tức. Là bởi vì là sao? Bởi vì nếu mà chúng ta không có mua nhà liền tại chỗ lúc đó đó thì sau này chúng ta sẽ không có cơ hội để mua cái nhà khác. Rồi từ cái căn nhà đỏ mình lời 200-300 ngàn, chừng có 2 năm sau chỉ mua một cái nhà 5 ngàn cái fit liền. Đặt luôn 300 ngàn tiền lời vô cái căn nhà, giờ căn nhà đó nó lên 1 triệu. Mà từ cái 1 triệu đó mình để dành, mình lại mua được rất là nhiều cái căn nhỏ nhỏ khác, 300-400 ngàn để cho mình đầu tư đấy em. Là bởi vì nếu mà chúng ta mua cái căn nhà đầu tiên xong chúng ta lại rút tiền ra, chúng ta không lượng sức mua một căn nhà khác xong lại rút tiền ra thì cái đấy nó hơi bị vất vả. Cái căn đầu tiên tốt nhất là một căn nhà mình ở thì nếu mà có 50% down, 50% thiếu thì Kim Trang thấy nó ổn thỏa. Yeah. Tại vì nếu mà cái căn nhà mà bạn cảm giác là giống như là làm thế nào thì chúng ta cũng biết là mua nhà làm sao mà để cho nó đúng thời điểm, đúng thời và đúng túi tiền của mình. Và theo quý vị, ở Riverside á, thì theo Hải Đăng thấy á, nói thì xa nhưng mà thật sự cộng đồng người Việt càng ngày càng lớn. Giống như hồi cách đây khoảng 10 năm hay là 15 năm thì nghe tới corona thấy xa. Nhưng mà thật sự là cái người cộng đồng người Việt của chúng ta nó càng ngày càng mở rộng ra. So, nhiều thành phố bây giờ có rất đông người Việt, như là corona bây giờ rất đông người Việt, và thậm chí ở Riverside cũng rất rất đông người Việt, và có nhiều nhà hàng rồi những cái tiệm này kia của người Việt ở trên đó, tiệm khu nail, tiệm tóc ở trên đó rất là nhiều. Bởi vì nếu mà chúng ta không lấy ngay, không chụp ngay thì sau này người nó càng đông. Trang nhớ là cách đây 10 năm, 15 năm, 20 cái giá sẽ không còn 700 nữa đúng không? Cái giá Trang mua chỉ có 300-400 một cái nhà rất là lớn và đất rất là rộng. Yeah. Bây giờ người ta không làm đất lớn nữa. Đúng. Là bởi vì sao? Người ta cho cái nhà nó nhỏ lại bởi vì đất nó không có đẻ ra nữa. Quý vị đừng ngại ngùng gọi ngay Kim Trang Địa Ốc với số phone 909-910-5725.
7725 về đầu tư, về mua bán, về bất cứ điều gì quý vị hỏi, Kim Trang sẽ trả lời cho quý vị sự tận tâm và Kim Trang sẽ trở lại với quý vị trong dịp tới. Cảm ơn mọi người đang theo dõi The Kim Trang Show và Kim Trang Địa Ốc. Xin cảm ơn quý vị.